Rồi bây giờ và trong khi anh suy nghĩ thì anh sẽ chào đón lên đây một nhân vật đã có mặt rồi. Thưa quý vị. Ok. Thì Kiếp rất là tận tình, bây giờ mình mời anh lên đây mình nói chuyện. Trong phim này cũng giới thiệu là Dustin, một ngôi sao hết thời. Bây giờ xin mời ngôi sao đang thời đóng vai là Dustin, đó chính là anh Trịnh Thăng Bình lên sân khấu. Xin mời anh một tràng pháo tay. Thưa quý vị, nguyên nhân đến giờ này anh mới có mặt bởi vì anh đã on set phim đến thời điểm hiện tại là 40 tiếng và bây giờ vẫn chưa ngủ. Dạ, anh có cần ngủ một xíu lên một món không ạ? À chắc không, dạ, anh mời anh Minh thôi. Rồi, chắc là nhờ mình chào mọi người. Cũng xin lỗi tại vì hôm nay là cái buổi mà chẳng lẽ là em phải có mặt rất là sớm đó. Mà cái này là thật sự là mình cũng nó cũng nằm ngoài dự tính, là phải tầm 45 tiếng em chưa có được ngủ, em 2 ngày em chưa có được ngủ và em mới vừa từ set quay vừa mới vừa rap ra em kia chạy về đường luôn và cảm thấy rất là có lỗi với lại nhà sản xuất cũng như là anh này, tại vì hơn hết thì mình hiểu được là cái tâm lý khởi nghiệp ở trong dự án như thế nào. Và mình cũng hiểu được là cái đoàn phim này họ đã có nhiều cái ngày mà thức còn nhiều hơn mình trong 40 tiếng hơn tiếng qua, nên là không biết nói gì hơn thì một lời xin lỗi của em dành cho anh Huy với lại anh Hiệp như các bạn, cũng như là xin lỗi mọi người và hy vọng là cái sự xuất hiện trẻ của em không ảnh hưởng đến cái buổi showcase ngày hôm nay của mình. Cảm ơn nhiều. Cái lý do là tại vì anh Huy á, thì anh lâu anh Huy hay nói giỡn với em á. Thì bữa đó anh Huy gọi qua nói chuyện, cũng nói là mới coi phim của em, thấy ok á. Giờ mà nói phim nha, anh nói giỡn hoài. Anh giỡn em hoài, lâu lâu hay nói đùa kiểu, xong anh không, anh nói thiệt. Anh muốn mời qua gặp mặt em cũng nói thiệt hả, thì mới qua. Thì lúc đầu thì mình, tại vì kiểu mà chờ đợi mười mấy năm mới được đóng bộ phim mà đóng được giải chính mà cũng vừa ra mắt cũng được mọi người ủng hộ nhiều, thì kiểu cái nương nó có. Xong rồi qua cái anh thì nói ờ cái phim này vậy nè, cái vai em nói phan xí anh cái vai này là vai phụ ha, thì em nói ờ đúng rồi, em nói thôi anh đóng không, thôi đóng giải chính đóng đúng không, không đóng giải phụ đâu. Em nói thiệt lúc đó nói cho anh này vậy luôn. Mà cái mình thấy rõ ràng là có nghĩa là trước khi mà nói ví dụ giai chính giai phụ anh Hiệp vẫn ngồi anh nói về cái kịch bản và nói về những cái đó, thì em nhìn trong ánh mắt của anh Hiệp là một cái sự gọi là, tại vì bản thân mình cũng có những cái ước mơ của mình, thì mình thấy được là đây là một người ta dồn hết tâm sức của người ta vào một cái dự án, là người ta kể cho mình một cái nhiệt huyết của người ta. Thì khi mà mình mới nói xong anh thôi hả, mà anh ở vậy không, cái mặt anh sụ xuống. Xong rồi cái mình cũng thấy tự nhiên mình thấy ồ sao tự nhiên có vẻ là cái lời từ, tại vì đó với em á là một nhà đạo diễn hay người ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn về diễn viên, nhưng mà khi mình nói đó thì ảnh sụ xuống, ảnh cái kiểu ảnh buồn á. Xong em mới cảm thấy là ồ có thể là ảnh thích mình thiệt, ảnh thích mình thiệt thì ảnh mới vậy. Như anh xem xong cái phim của em đóng chính là ảnh nêu anh vậy, nói như vậy luôn. Dạ em có trường hợp anh phải rước mình về nha đó. Thì xong rồi thì mình bị có như là mình bị cái cảm xúc đó mình là mình hơi nhộn nhịp rồi. Xong cái anh Huy thì từ chiều anh Huy là hay tẩy não lắm, và như là em nói nghe vô ngồi nói hồi, xong cái tự nhiên không hiểu sao nhận lời nào biết luôn. Anh vô nói gì nói quá giờ nói này nọ, anh ngồi nói này nói kia xong mình ôi ông đòi giá cao đó. Nhưng mà sao mọi chuyện anh sáng nghe không, nhưng mà thật ra một cái điều mà anh Huy anh nói mà mình thuyết phục nhất á là anh nói mình em đang đóng phim này là đóng phim cine, thì rõ ràng là đúng là mình cảm giác được liền, tại vì rõ ràng là nếu mà mình nói là những cái phim điện ảnh mình đã đạt thì Việt Nam cũng nhiều, nhưng mà đúng như đó là phim cine thì rõ ràng là mình thấy được, và rõ ràng mọi người cũng thấy hôm nay là những hình ảnh những poster thì rõ ràng là rất là cine, và mình cảm thấy là à tại sao mình không chịu kể nó góp mặt ít hay nhiều được, nhưng mà có một cái tác phẩm mà được chỉnh chu và được đầu tư như vậy thì có mình, thì sau này mình cũng có cái để mình kể con cháu như thế là khoe để mình tăng giá thiếu tiền vàng sao không lại đây đâu. Ok, dạ. Như vậy thì qua câu chuyện của mình thấy một cái điều rằng là bên cạnh diễn viên biết diễn xuất.